Tiềm năng khí sinh học trong chăn nuôi tại Việt Nam còn tương đối dồi dào, với số lượng trang trại tập trung đang tăng cả về quy mô lẫn số lượng trên cả nước. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả loại tài nguyên này để giúp các trang trại tự chủ nguồn năng lượng của mình, đồng thời giảm tải năng lượng từ hệ thống điện lưới nói chung, thì cần có những giải pháp công nghệ hỗ trợ để người dân thực hiện. Trước thực tế này, thì các kỹ sư Việt Nam đã nghiên cứu phát triển hệ thống máy phát điện khí sinh học. Đây là mô hình chăn nuôi lợn của ông Đặng Đình Thanh, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Nếu như trước kia, lượng khí biogas từ hơn 4.000 con lợn trong 7 chuồng đang được chăn nuôi sẽ đốt bỏ, thì nay lượng khí này đã được xử lý và thông qua máy phát điện khí sinh học để sản xuất điện lưới 220 kV, quay trở lại sử dụng cho toàn bộ trang trại. Dù mới lắp đặt được 4 tháng nay, nhưng những hiệu quả rõ rệt đã khiến hộ chăn nuôi rất phấn khởi. Thì là cái giá thành của đầu vào của con lợn, chi phí trong một tháng, chúng tôi thấy giảm đi rất là nhiều, trong một cái tháng mà mình sử dụng để so với cái điện lưới. Một tháng thì nó cũng sử dụng điện thì nó cũng không căn cứ vào tháng đâu, có cái tháng dùng nhiều, tháng dùng ít. Nhưng thường thường thì mỗi một tháng chúng tôi sử dụng hết tổng khoảng độ 15 đến 17 triệu trong một trại. Thế còn có những tháng cá biệt đến 30 đến hơn 30 triệu trong một trại trong một tháng cơ. Thế thì chúng tôi cảm thấy là giảm, ví dụ mỗi một tháng là sẽ giảm được từ 13 đến 15 triệu trong một tháng. Chăn nuôi là lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp hiện nay. Người chăn nuôi vẫn đang phải đối diện với thách thức lớn về vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là những hộ chăn nuôi gần kề với khu dân cư. Thì nay, với máy phát điện từ khí sinh học được lắp đặt, thay vì phải đốt bỏ hay xả ra môi trường, nguồn khí biogas được tái sử dụng phục vụ cho chăn nuôi, tạo nên quy trình khép kín trong phát triển kinh tế. Trước thì đúng chúng tôi phải đốt toàn bộ ở kia, thì rõ ràng cái khí ga chúng tôi xả trực tiếp ở đấy, thì nó cũng mùi rất là nhiều. Thế nhưng bây giờ được qua máy, lại qua được sắc lọc thì là lại được đốt đi qua máy thì nó sẽ đảm bảo hơn và nó cũng sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Đấy, nói chung là cái này thì ích cho nước và lợi cho nhà. Như thế này là chúng tôi thấy là nó có lợi rất là nhiều. Được biết, đây là sản phẩm của các kỹ sư của công ty cổ phần công nghệ eGreen. Năm 2017, công ty lần đầu tiên thử nghiệm hai hệ thống khí sinh học cho trang trại chăn nuôi ở Hà Nội và Nam Định. Đến nay, đơn vị này đã lắp đặt hệ thống phát điện khí sinh học tại 300 trang trại nuôi cho người dân. Trong các quá trình nghiên cứu và tìm tòi thì hiện tại thì các cái máy phát điện nguyên lý của nó thì hoạt động vô cùng đơn giản. Thế là khí biogas từ bể sẽ được qua một hệ thống lọc khí làm sạch, sau đấy sẽ được đưa vào máy phát điện, chính xác thì đưa vào động cơ đốt trong. Đấy, từ đấy thì sẽ sản sinh ra công và quay máy làm quay cái tuabin điện để phát ra điện để cho các trang trại. Không quá khó để vận hành và theo dõi điều khiển từ xa, đó là những điểm mới được nghiên cứu phát triển. Từ đó, người sử dụng có thể dễ dàng thao tác vận hành hệ thống máy phát điện sinh khối sau khi lắp đặt tại mô hình chăn nuôi của mình. Theo tính toán, việc lắp đặt các bồn biogas giúp các trang trại tiết kiệm tối thiểu 50% chi phí điện năng và thu hồi vốn trong vòng 2 năm, đồng thời giúp xử lý hàng trăm tấn chất thải chăn nuôi và cắt giảm tương đương hàng chục nghìn tấn phát thải CO2 mỗi năm. Có thể thấy, hệ thống khí sinh học phát điện mang lại nhiều lợi ích về xã hội và môi trường như chất thải được quản lý tốt, giảm thiểu nhiều tác động xấu về môi trường như ô nhiễm nguồn nước, không khí và đất. Vì thế, khi áp dụng các biện pháp sử dụng triệt để nguồn khí sinh học sinh ra sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm thứ cấp, tăng hiệu quả đầu tư cho người chăn nuôi, giảm phát thải khí nhà kính.